Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một khách mời. Nhưng mà cái background thì nó không liên quan gì đến những cái background quen thuộc cả. Và các bạn có thể nhìn thấy đằng sau đó là một cái quầy bar. Và khách mời chúng ta hôm nay là một bartender. Và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tìm ra sự liên quan giữa hương và vị. Đó, nên là trước khi đến với nội dung thì chúng ta tìm hiểu qua một xíu về khách mời. Xin mời khách mời giới thiệu. Chào mọi người, tớ là Trung. Tớ đang làm bartender tại Bar Vớt. Bar Vớt, đây. Đây, logo. Nhưng mà quán sắp đóng cửa. quán sắp nghỉ rồi, nên mà tôi tranh thủ tôi quay nốt. Nên là khi mà lên sóng thì chắc là quán nghỉ mất rồi. Chắc đến lúc ấy là quán nó cũng sẽ nghỉ rồi. Nếu bạn nào quan tâm thì sau này xem Trung đi làm ở đâu thì chúng ta sẽ gặp lại sẽ cái quán khác sau, đúng không? Ok. Ok, thì với cái nội dung chúng ta tìm, nó là tìm sự liên quan giữa hương và vị. Tại vì trước đấy thì anh có một cái bài đăng lên Facebook về hai cái bức ảnh. Một cái bức ảnh là về pha chế nước hoa, một cái bức ảnh là một người bartender. Thì mọi người bị một cái là mọi người không nghĩ là có sự liên quan nào cả. Đó, thế nào mà chúng ta cố gắng để tìm ra điểm chung, hoặc là chia sẻ những cái tip mà để sau cái video này thì mọi người sẽ có cái để đút túi. Okay. Có thể vừa về nước hoa vừa về đi uống rượu. Thì bây giờ phải đi sâu hơn vào khách mời, đó là em làm nghề bartender này được bao lâu rồi? Thực ra nếu mà bảo làm nghề bartender thì em làm nó cũng chưa lâu. Em làm đâu rồi, đang quanh chắc được 3-4 năm vậy. Nhưng mà nó có, sẽ có cái bách từ ngày xưa là nhà em nó từng làm cà phê truyền thống rồi. Em cũng làm mấy cái liên quan đến pha chế này từ hồi lớp 6, lớp 7 rồi. Ồ, thế là cũng nghĩa là bập vào con đường pha chế cũng là từ bé chứ không phải là chỉ có mỗi mảng rượu, đúng không? Vâng, ban đầu nó là cà phê truyền thống thì em sẽ làm về kiểu sinh tố các thứ thôi. Đấy, còn về sau rồi lớn lên thì mình cũng thấy cái bar này nó hay. Rồi khi mà em được uống thử cocktail ấy, bắt đầu em mới thấy kiểu hương vị nó được chia nhiều tầng, nhiều lớp. Rồi cái hấp dẫn của nó, thì dần dần mình mới càng ngày càng thích. Em nhớ khoảng hồi em 22 tuổi bắt đầu là em xem được cái series của Kayama của ông ba Nhật. Bắt đầu em thích cái phong thái đấy, em thích cái độ chill, cái độ mood của ông ấy. Thì em mới tìm hiểu nhiều hơn. Thế rồi sau một thời gian mình quyết định mình sẽ làm cái nghề này vì mình thấy nó hấp dẫn mình. Nhưng mà cái thời điểm mà nếu mà học cách đây khoảng tầm 3-4 năm ấy, thì lúc đấy anh thấy là mới bắt đầu rộ lên cái mô hình cocktail bar ở Việt Nam, đúng không? Ở Hà Nội. Thực ra Sài Gòn thì anh thấy mô hình có lâu rồi. Sài Gòn thì rất là lâu rồi. Nhưng mà Hà Nội thì khoảng chắc là khoảng 5-6 năm rồi. Ở đây thì bắt đầu nhiều người biết đến hơn, nhiều người để ý hơn. Đặc biệt là cái đợt dịch. Bắt đầu cái đợt dịch cái bắt đầu mọi người cũng kiểu chuyển sang cái mô hình là thay vì đi kiểu Vina Hay quẩy quẩy. Người bắt đầu các bạn trẻ biết đến những cái cocktail bar nhiều hơn. Vâng. Nghĩa là chọn làm nghề và đúng, cũng nghĩa là cũng đúng thời điểm á. Thế em nghĩ là nó sẽ hơi muộn đấy. Hơi muộn hả? Đúng rồi. Đáng lẽ là mình phải đi trước dịch khoảng 1-2 năm rồi. Thì sau khi dịch thì bắt đầu mình cứng rồi. Với mình đủ cứng rồi thì nó sẽ hợp lý hơn. Thế thì trước khi làm nghề nhá, thì chúng ta phải quay lại câu chuyện là học nghề. Thì nó có một cái gì khó khăn trong cái việc mà chúng ta học cái nghề để làm trở thành một bartender? Cái này cũng nhiều bạn thắc mắc này. Thực ra là cái thời điểm em học ấy là nói là về tài liệu các thứ trên mạng nó cũng sẽ không quá nhiều. Nhất là những cái bản mà được dịch về tiếng Việt rất là ít. Thì đa số là sẽ phải tìm ở các cái nguồn web nước ngoài, hoặc là phải đi xin những cái tài liệu của những cái anh ấy trước. Sau đấy là về sẽ tự học. Như em là em sẽ tự học. Tại vì em có cái bay cơ bản trước rồi, em hiểu cái nguyên lý hoạt động của pha chế rồi. Thì em tự học nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn chưa làm pha chế bao giờ thì vẫn nên học những cái trung tâm đào tạo. Tại vì nó cũng giống như là một lớp vỡ lòng ấy, nó sẽ cho mình biết ABC. Thì sau đấy là ghép từ như nào là sẽ do mình. Thì có một cái, đó là ở trong cái việc mà cái ngành hương của bọn anh ấy, thì ở Việt Nam thì có vẻ hơi ít biết về việc sáng tạo và pha và đưa ra những cái mùi hương mới. Thì thường là nó sẽ cần một cái hơi năng khiếu, đó là cái phần về mũi. Tại vì là theo như cái ngành hương mà những trở để trở thành một người điều chế mùi hương ấy, thì thường là người ta sẽ tuyển những cái người mà sinh ra ở trong những gia đình đã làm nghề rồi.
Đấy. Thì ở trong ngành bartender thì nó có yêu cầu một cái gì đặc biệt, hơi tí năng khiếu về vị giác không? Thì các anh nói là yêu cầu thì em thấy nó cũng không yêu cầu. Nhưng mà nó là cái mà gọi là như nó sẽ là cái thế mạnh của mình khi mà mình vào nghề. Nếu mà tại vì cái hương vị và cái gọi là năng khiếu không phải ai cũng có đúng không? Nhưng mà mình có thể luyện tập được. Chẳng qua nếu như mà mình có năng khiếu thì mình sẽ mất một năm, mà không có năng khiếu thì mất nhiều thời gian hơn thôi. Nhưng mà nó sẽ có khả năng đúc kết kinh nghiệm qua thời gian. Có nghĩa là mình khi mà mình thử nhiều thì mình cũng sẽ dễ dàng nhận biết hơn đúng không? Đúng rồi. Cái đấy, cái đấy bình thường ví dụ như kiểu một người đầu tiên thì sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào về vị giác? Nếu mà ví dụ em test những cái loại rượu hay là em tập thì thường là sẽ đây kiểu cái quá trình tập luyện là như nào? Về đồ rượu ấy, thì nó sẽ bị một cái là nó là cồn, nhưng mà nó sẽ có cái sắc hương. Thì ví dụ như là ở Việt Nam thì mọi người vẫn đang quen uống rượu gạo đi, đúng không? Rượu gạo nó sẽ rơi lên quanh khoảng dưới 40 độ, trung bình là 30 độ hoặc là thấp hơn. Thì những cái dòng rượu Tây ấy, nó sẽ từ 40 độ đổ lên. Đấy. Thế thì khi mình uống những cái dòng 40 độ ấy, mình sẽ bị tổn thương lưỡi trước. Cồn nó sẽ làm tổn thương lưỡi mình trước. Thì đấy là lý do mà mọi người uống rượu thì mọi người sẽ thấy nó hơi cay cay đầu lưỡi. Ví dụ như là uống whisky chẳng hạn. Thì nếu mà uống không quen thì chắc chắn là phải chỉ thấy cay. Đúng không? Ngày đầu anh đi uống rượu Tây cũng thế. Uống, anh nhớ cái ly đầu tiên anh uống là Lagavulin. Nó khá là nặng. Vâng, nặng. Nó cảm giác kiểu nó sộc và nó kiểu làm mình hơi choáng. Sau một thời gian uống nhiều thì kiểu nó bị chai ấy, nó như kiểu tay cầm bút ấy. Đúng rồi. Thì nên cái độ dày nó lên, nhưng mà khi mà độ dày nó lên nó có lặn liệu, nó có làm mất cái cảm nhận về hương vị so với hồi đầu à? Cái này thì nó vẫn không được rõ ràng. Ở trong bọn em thì nó vẫn không được rõ ràng. Nó vẫn sẽ có những người bảo là ông phải nếm được vị mỏng trước thì ông mới nếm được những cái hương vị khác nó tinh tế hơn. Thế nhưng mà đấy lại câu chuyện là sát thương. Nếu mà lưỡi mình nó quá yếu thì nó bị chịu sát thương rồi, nó chỉ có cảm giác đau. Thế đau là mất sướng không? Mình sẽ không cảm nhận được những cái khác. Đấy, thế thì những cái người lưỡi dày thì họ uống những cái dòng cao cấp hơn, ví dụ kiểu những cái dòng cast strength nó sẽ rơi vào 50-60 độ rồi này, hoặc là chi hơn. Thì nếu mà lưỡi quá mỏng thì uống những cái đấy thì rất là rát, không thấy một cái gì hết. Thế thì nhá, có một cái mà anh rất là thắc mắc. Tại vì ra nếu mà để nói là biết gì về rượu không thì chắc là không, nhưng mà đi uống rượu thì nhiều. Nhưng mà có một cái anh thấy các bạn tại bartender rất là giỏi, đó là thứ nhất nhá, ở trong một cái ly cocktail mà mình tự pha đi, mình có thể là không theo một cái menu chẳng hạn, thì thứ nhất là làm sao để từ cái lưỡi của mình nó thể hiện được cái gu của mình, mà nó cũng là cái vị chung của khách hàng, mà nó lại giữ được cái màu riêng của quán. Ví dụ như kiểu vớt là quán Nhật chẳng hạn nhé. Vâng. Thì hôm trước anh lên đây anh uống thì anh thấy rằng là cái vị nó cũng khác so với những cái quán truyền thống khác. Vâng. Thì cái việc đấy nó có khó, cái việc mà cân bằng ba cái yếu tố ấy. Nghĩ là em nghĩ là nó sẽ do là kinh nghiệm đúc kết ấy. Thì gọi là về cái màu riêng của phong cách quán thì nó sẽ là do các bạn làm từ lúc bắt đầu. Thế mà nó sẽ thấm vào các bạn. Còn cái màu sắc cá nhân của các bạn nó sẽ là không phải ai cũng có. Dần dần mọi người sẽ tự tìm ra được cái màu cá nhân của mình. Thế còn về khẩu vị của khách hàng thì cũng là do kiểu, ví dụ như là như em làm đây sẽ có cả khách Nhật và khách Việt. Thì cái rõ ràng thấy nhất là khách Nhật nó sẽ thích cái vị dry hơn, nó chát hơn, nó chua hơn chút, body nó sẽ mỏng hơn. Thế còn người Việt mình sẽ thích ngọt hơn, body dày hơn, cân bằng vị tốt hơn, hương nhiều. Đấy. Thì dần dần mình sẽ đúc kết ra là ví dụ như là khách Nhật thì mình sẽ phải biết điều chỉnh tỷ lệ làm sao cho nó phù hợp với khẩu vị của họ. Kiểu nhìn mặt bắt nhìn rong nhá. Đa số lần đầu sẽ là đoán. Đoán. Sau đấy là thường thì lần đầu sẽ rơi vào khoảng 80% hoặc 70%. Nó sẽ ở mức an toàn. Đúng rồi, nó sẽ dễ bị fail hơn. Ừ. Sau đấy thì mình biết được cái gọi là cái nồng độ cồn phù hợp với cả khách rồi. Và đó là một chút về cơ bản, về một chút về rượu. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với chủ đề. Đó là chúng ta tìm ra những cái điểm chung của hương và vị. Thì rượu nó có nguồn gốc từ đâu? Thế là nếu mà nó có ghi chép nào nó kiểu chính thống hay là kiểu sẽ là truyền tai nhau? Đa số là truyền nhau và kèm theo một vài cái tư liệu gọi là khảo cổ học.
Thì là rượu, bản chất rượu lên men thì nó được xuất phát từ thời tiền sử. Đấy, không phải tiền sử mà kiểu thời kỳ con người nó vẫn còn đang mới lúc đầu lỗ này. Mới bắt đầu là định cư, là trồng trọt, rồi là thu hái lượm đấy. Thì sau khi mà họ tích trữ được một đống gọi là của cải, rồi là thực phẩm, sau một thời gian thì nó bị phân hủy, bắt đầu nó lên men tự nhiên. Đấy thì người ta mới ăn, người ta thấy nó hơi hai, thế là biết là cái này nó sẽ được gọi là rượu đồ lên men. Cái này, ngày đấy hôm trước anh vừa kể câu chuyện đó là bọn anh thì ngày xưa làm ở nhà nước ấy, thì anh có một cái câu là rượu là do khỉ nó tìm ra. Đấy, những con khỉ nó sẽ có một cái thói quen là nó đi nó hái quả về nó vứt vào những cái gốc cây. Và một cái thời gian thì những cái trái cây mà nó lên mẹ quá, nó nẫu, nó chín, thế là con khỉ ăn vào nó say. Thế là từ đấy nó truyền lại lời xong để lại cho con người đó là rượu lên men từ đấy. Ở Việt Nam ta thì các cụ cũng hay chơi kiểu rất là nhiều những cái anh thấy là ví dụ nhá, ở trong mảng nước hoa thì nó có hai nguồn nguyên liệu, một là từ thực vật, hai là có đến từ động vật. Ví dụ như kiểu một cái đó là cái chất nhầy trong cái phần tiêu hóa của con cá nhà táng ấy thì nó sẽ nhả ra sau một quá trình mà nó ăn cái loại mực mà nó không tiêu hóa được. Nó sẽ nhả ra biển, nó trôi dạt ở trên biển thì một thời gian nó trở thành cái chất rắn. Thì nó có kết tinh được cái vị ở hơi animalic. Hải xuyên hương đấy không? Long diên hương. Long diên hương. Đấy. Nó có một chút animalic đến từ đồ ăn, từ phần dạ dày tiết ra, thậm chí là nó có nét biển, nét mặn của biển. Hoặc là có một vài cái như kiểu xạ hương, nó lấy từ con hươu xạ, từ cái phụ phận tiểu của con sinh dục của con hươu ấy. Người ta phải giết con hươu ấy, và nó có một cái mùi rất là kinh khủng. Nhưng mà về lâu về dài ấy, thì nó lại mang tới một cái mùi hương khá là hấp dẫn theo cái kiểu nó hơi đớt thìn tí. Đấy. Thì ở trong rượu thì nếu mà làm về mảng rượu Tây thì chắc là chỉ có từ những kiểu thực vật thôi đúng không? Trái cây thôi đúng không? Đúng rồi. Thứ là rượu thì nó sẽ được sản xuất từ thực vật. Sẽ được sản xuất từ nông sản. Thế còn động vật thì người ta sẽ không làm được, tại vì bản chất là thịt nó không thể nào mà sản sinh được. Cụ làm được đấy, cụ Việt Nam làm đấy. Bim bim đấy. Nhất Việt Nam mình là ngâm với cả bim bim. Ngâm rắn hổ mang à, nguyên con luôn. Cái đấy nó kiểu signature của một vài nước. Mặc dù mình sẽ kiểu có ngâm với cả động vật này, rắn rết các thứ, gọi là theo kiểu traditional Việt Nam đấy. Nhưng mà khi mà em làm nghề này, em có bao giờ giới thiệu cái loại rượu đấy, nghĩa là thể hiện là ở cái văn hóa của Việt Nam tôi là có những cái loại rượu đấy, khách nó có bất ngờ được? Em có thử giới thiệu với một vài bạn châu Âu, thì các bạn ấy cũng rất là wow. Là kiểu tao không nghĩ là bọn mày sẽ có những cái kiểu cái mà làm nào để tao thử những cái đấy. Thì đúng là mình cũng không biết cách nào để giới thiệu cho các bạn được thử ra. Thì chắc là chỉ có ông đi vào mấy quán nhậu hên thì ông sẽ gặp được một ông nào đấy chủ quán mà có mình rượu rắn đấy. Thì anh thấy là thực ra thì ngoài cái phần lịch sử ra nhé, thì chung quy lại anh thấy là con người ta luôn luôn muốn lưu giữ lại từ phần hương lẫn phần vị. Ví dụ ở bên anh thì có những cái là chiết xuất chiết xuất ví dụ như kiểu dung môi hay là bằng những cái chất béo để giữ lại những cái mùi hương. Thì ở trong cái mảng rượu thì người ta sẽ có những cái bước kiểu giữ lại cái vị như thế nào? Ở trong rượu đấy thì bọn em sẽ có hai phương pháp chính. Một là từ cái nguyên liệu gốc mình làm, mình lên men ra thì bắt đầu cái men rượu đấy của mình nó cũng sẽ có cái hương vị của nguyên liệu gốc đúng không? Sau đấy mình chưng cất lại thì cái hương vị ấy nó sẽ được tinh khiết hơn. Đấy. Và cái thứ hai là sẽ là kiểu ướp hương. Ướp hương là ví dụ như là mình cũng là chưng cất, nhưng mà trong cái nồi chưng cất đấy nó sẽ có một cái giá. Thì trong cái giá đấy xem mình sẽ để những cái nguyên liệu mà mình chỉ muốn lấy hương của nó thôi, mình không lấy chỉ lấy hương thôi. Thì cái giá nó cũng khi hơi nước hơi cồn thì nó bốc lên, nó sẽ cuốn theo cái tinh dầu mà bay hơi, hoặc là kiểu chiết xuất bằng chiết xuất bằng hơi nước đúng không? Nhưng mà hơi nước nó sẽ hơi lên nước, nó kéo đi, nó kéo theo cái vấn đề. Thế chính ra là cái mảng rượu này nó khó hơn, tại vì làm sao mà vừa giữ được vị mà vừa giữ được kể cả phần hương đúng không? Như của anh là chỉ giữ lại mỗi phần hương thôi, vì nó không có vị. Cái vị, tại vì thực ra thì ở Việt Nam mà tiếp xúc với tinh dầu ấy, thì người ta rất là hạn chế, tại vì là có những loại tinh dầu thì ở ví dụ tự nhiên, ví dụ tinh dầu quế chẳng hạn, quế chúng ta bình thường nó có thể pha đồ uống rất là nhiều, nhưng mà với một cái tinh dầu quế mà chúng ta sử dụng ở một cái mức độ gọi là
cao lên một tí nó sẽ gây bỏng. Đấy. Em đã bị một lần. Đấy. Có ấn tượng với tinh dầu quế. Ừ, tinh dầu quế nó là một trong những cái yếu tố. Thế thì anh thấy là càng ngày kiểu chúng ta đang càng tìm ra nhiều cái nó liên quan. Thế thì ở trong cái việc mà pha chế một cái ly cocktail hoặc một cái đồ món đồ uống ấy, thì em có cần phải cân bằng giữa hương và vị để cho cái trải nghiệm của khách hàng nó tốt không? Thực ra là có đấy. Với nghề pha chế này thì cái phần vị thì như mọi người biết là vị giác của con người nó sẽ chỉ có 6 vị: đắng, chua, cay, mặn, ngọt và umami. Đấy. Thì ngoài ra cái phần hương nó lại là cái phần chính. Nếu như mà mọi người ăn, mọi người bịt mũi lại thì chắc là mọi người sẽ thấy cái món đồ ăn ấy rất là nhạt nhẽo. Nó chỉ có vị thôi, nó không có hương thôi. Cái hương nó mới là cái hấp dẫn của đồ ăn và đồ uống. Thì để cân bằng được hai cái thứ này thì bọn em sẽ phải tách ra một chút. Ví dụ như là hương thì sẽ có những cái nhóm hương nó phù hợp với nhau. Và linh nó lại với cả cái nền rượu phù hợp. Ví dụ như là cà phê thì chắc chắn là nó sẽ hợp với cà rằm. Hay là hoa quả, trái cây thì mình sẽ hợp với cả vodka hơn. Để vodka nó có thể kích được cái vị. Cái vị đấy là nó sẽ làm cái nước trái cây nó dày hơn mà. Dày hơn mà chắc chắn là em hơi khó tả, nhưng mà nó sẽ dày hơn, nó kích được cái hương trái cây hơn. Vị thì mình sẽ phải cân bằng giữa đắng này, chua này, cay này. Có một loại rượu anh khá thích là absin. Absin. Thì bình thường ví dụ như ở pha cocktail thì absin có được sử dụng hay pha cocktail không? Là nó sẽ không được sử dụng quá nhiều. Tại vì absin nó vẫn là một cái dòng rượu tương đối là cao độ. Và không phải ai cũng có thể uống được. Thì thường những cái cocktail liên quan đến absin nó sẽ sử dụng một chút thôi. Để gọi là lấy hương. Lấy hương. Chủ yếu là để lấy hương. Thế còn đấy là mặt bằng chung. Còn với những người gọi là có sở thích về absin thì họ thường hay có thể uống nít luôn. Mấy độ họ vẫn uống nít được. Đấy, nhưng mà cái bộ môn đấy, nhưng mà trong những loại rượu mà anh từng thử qua ấy, thì anh thấy là absin là một trong những loại rượu mà có lẽ là nó mang tới một cái hương vị cực kỳ đặc biệt. Có lẽ là kiểu khi mà bịt mắt lại mà cho người khoảng tầm cho thử và uống một vài loại rượu khác nhau thì có lẽ absin là một trong những con ấn tượng ngay nhận ra ngay, đúng không? Thế thì ở trong ngành hương của anh ấy, thì theo những cái tài liệu anh đọc thì người ta sử dụng những cái nguyên liệu nhân tạo để thay thế những cái nguyên liệu đến tự nhiên, một phần là vì chi phí, một phần là vì nếu mà khai thác quá đà nó sẽ làm ảnh hưởng tới thiên nhiên và cái quá trình tuần hoàn nó bị đứt gãy. Thế thì ở trong cái việc mà mình sử dụng rượu ấy, thì có cái gì nhân tạo để con người tạo ra để sử dụng rượu không? Thực ra là rất nhiều. Rất nhiều. Anh nghĩ là không, tại vì sử dụng uống mà trực tiếp vào người nhân tạo nhiều khi nó lại không an toàn lắm. Nó sẽ là hương liệu thôi mà. Nó sẽ là thứ mà được con người tạo ra để gọi là thêm hương cho cái sản phẩm đấy. Thì ví dụ như là những cái dòng rượu mùi đi, là cái rượu mùi kiểu nhiều hương nhất. Nó rất nhiều thể loại hương thì họ cũng sẽ tạo ra được những cái đấy. Thì rất ít dòng rượu mùi mà được sản xuất với hương tự nhiên. Những rượu mùi mà được sản xuất với hương tự nhiên thì chắc chắn giá thành nó sẽ cao hơn. Và absin cũng là một ví dụ mà anh thấy. Mấy cái chai mà kiểu rượu trái cây, dừa, giết các thứ đúng không? Thường là thế anh ạ. Ví dụ như mình có thể link sang ngay hơi tiện mà tiên cái gì? Dừa ấy. Rượu mờ nhá, hơi tiện không tiện nói tên thì nó cũng là cái hương không phải là hương tự nhiên. Mình uống mình thử thì mình sẽ thấy cái sự đấy. Nhưng mà anh thấy những dòng đấy thì thường hay sử dụng nó cocktail khá nhiều đúng không? Đúng rồi, tại vì nó rất là dễ để mà mình tạo hương. Với cả cũng có khi nhiều khi là mình, tại vì đến cái thời đại bây giờ là mình được sử dụng những cái sản phẩm đã được tinh chế và đã được điều chế rồi. Đâm ra là nhiều khi mình quen với cả cái hương tự hương nhân tạo. Đúng rồi. Thế là đến lúc mình thử những cái hương tự nhiên thì mình lại thấy nó lạ. Kiểu như bây giờ anh em mình kiểu đi từ gốc đi xuống ấy. Đi từ ngọn đi xuống chứ không phải là đi từ gốc đi lên. Nhiều khi nó sẽ bị như thế tại vì nó là thị trường mà. Thì có đúng là có nhiều cái là ở trong mảng nước hoa của anh ấy, nó có một cái luồng ý kiến là những người dùng ấy, người ta luôn luôn cái là ở tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhân tạo. Blablo các kiểu, và nhân tạo nó không được chân thật cho lắm. Thì ở trong cái ngành bartender hay là kiểu rộng hơn là mảng rượu thì nó có cuộc cãi vã hay là cuộc tranh luận nào mà đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc không? Em nghĩ là không. Thế thì
Trong ngành ba này thì bọn em sẽ thiên về kết hợp nguyên liệu với nhau hơn. Thế còn nếu như mà nói về chất lượng của chai rượu thì nó lại có một cái bộ môn khác, đấy là một môn điều chế. Cái bộ môn này sẽ phải có những cái master blender, master distiller, những ông chuyên gia chưng cất thì ông ấy sẽ thấm vào cái bộ môn ấy nhiều hơn. Để lấy một cái ví dụ giữa hương liệu và tự nhiên thì sẽ có nhiều cái mình không phân biệt được. Ví dụ như là limoncello, đấy, một cái liên rượu mùi của Ý, đúng không? Thì anh uống, anh đã quá quen với cả cái hương chanh vàng. Đúng. Cái hương chanh vàng ngày xưa mình hay gặp ở kẹo này, rồi là trong nước hoa cũng có. Cái hương chanh vàng đấy thì mình đã quá quen với cái hương. Nói là em nghĩ là do người ta làm cái hương chanh vàng quá tốt. Đâm ra là giữa cái hương chanh vàng thật với hương chanh vàng hương liệu ấy, mình rất là khó phân biệt với nhau. Đó là kiểu có thể là do bây giờ nó quá là phổ biến. Nên là khi mà người ta đến thì người ta sẽ đến với nguyên liệu nhân tạo luôn. Nên là kiểu mà những cái mùi hương mới thì con người thường không có thói quen nào sẽ mặc định. Cái đấy là cái đầu tiên. Đấy là đúng. Và nó sẽ làm cái barren để đánh giá những cái mùi hương khác. Thì đôi khi tự nhiên nó vào sau. Đúng. Nên là nó bị mang cái nhân tạo ra để nó đánh giá. Đúng. Thì ở trong cái mảng rượu nhá, anh đọc một vài cái sách về rượu vàng, nó ghi là ở thế giới mới và thế giới cũ. Nếu thì, đấy thì cái sự tranh luận đấy thì nó xuất phát từ đâu, theo em có nắm được cái đấy không? Em nghĩ là cái phân khúc gọi là old school và new school ấy, thì nó là do khẩu vị và nhu cầu của người dùng. Mình lấy một ví dụ điển hình nhất đấy là gin. Thì như ngày xưa là mình sẽ có old home rye gin. Thì những cái loại đấy nó sẽ thiên về juniper, thiên về cái nền rượu gốc. Thiên đấy. Thế còn sau này vì nhu cầu sử dụng gin của người đa số là uống gin tonic. Thế thì các cái brand làm sau thì họ cũng sẽ làm nhiều hương hơn và giảm bớt đi cái juniper đấy, tại vì juniper nó hơi khó tiếp cận với đại chúng, không phải ai cũng thích juniper. Thì họ giảm bớt đi, họ tăng nhiều hương hơn. Thế thì pha gin tonic nó sẽ phù hợp với thị trường và đại chúng hơn. Đấy thì nó sẽ sinh ra một cái là new world old school thôi. Nó cứ đối nghịch nhau liên tục đúng không? Ai thích một cái gì cổ điển thì người ta lại thích những cái gì cũ. Đúng. Còn nếu mà để gọi là tiếp cận số đông hơn thì một cái mới mẻ hơn làm gọi là an toàn hơn, của người dùng hơn. Đúng không? Thì đấy là một cái mà anh thấy khá là hay ho về cái mảng rượu. À, bây giờ thì chúng ta đến bộ môn là ở tôi đang có một cái mùi rượu của Killian ở đây. Con này là con Le Vet, là một trong những con mùi rượu absinthe. Right. Thì khá là tò mò xem là cái mùi rượu absinthe ở trong cái mùi hương nó sẽ có gì nó khác hoặc có gì giống. Absinthe là đúng bài rồi. Em cũng là một con nghiện absinthe. Nó có tạo ra một cảm giác absinthe không? Nếu như anh không nói đây là absinthe. Nó là gì? Em sẽ linh sang không tương đối, không hoàn toàn đâu. Nhưng mà nó sẽ giống đâu với khoảng 60-70%. Nó giống với cái hương hồi. Nhưng mà cảm giác con này nó sẽ có cái mùi hắc hơn một chút. Với cả nó được kết hợp nhiều hoa hơn. Hơi phấn phấn, con này hơi phấn phấn một chút đúng không? Thì cái hương hồi của con này nó cũng là gì? Nó sẽ hơi đanh hơn so với đồ uống, hơi đanh hơn so với hồi mình hay dùng. Ở đây có con rượu absinthe nào? Em lại giới thiệu với anh một con luôn. Em có một con absinthe rất là hay. Thường thường là người ta sẽ uống con absinthe nếu mà để pha chế bình thường mà để dễ gặp một quán bar. Cơ bản nhất và để gọi là mình có thể tận hưởng được 100% cái chất lượng của cái chai absinthe đấy thì mọi người nên uống theo cách classic, tức là chỉ đơn giản là nước và đường thôi. Nó sẽ hoàn toàn 100% là chỉ có nguyên liệu của absinthe và mình sẽ cảm nhận được rõ nhất của cái vị đấy. Thì con absinthe trên tay của em nó là đồ homemade, được làm bởi bartender Kayama. Ông ấy là top 4 quán bar châu Á, mới được bình chọn gần đây thôi. Thì nhìn cái chai này nó cũng chẳng có tên gì cả. Trông rất là kiểu trông nhiều. Đúng rồi, ký tặng cái gì đây này?
Đấy. Thì đây là ba bên Phoenix. Đấy, nếu mà ở Nhật thì mọi người sẽ mua được Tokyo, mọi người sẽ mua được. Anh có thể gửi thì con này nó là một dòng Absin hơi khác với thị trường, tại vì nó sẽ không thiên về hồi nhiều. Nó sẽ thiên về những cái hương hoa cỏ hơn, fresh hơn. Ngửi đây thì là đúng là có một cái vibe rất là kiểu đúng chất của Absin. Và ngửi ở đây lúc ấy tôi đã được lướt qua, tôi hơi tò mò tại vì tôi không có mát, tôi ngửi thế thôi, để ra là mùi kiểu hơi kiểu sô cô la đắng đắng sữa sữa một tí. Ngửi khá là hay. Chứ là có chai nước hoa nào mùi này ok thế đấy. Thì cái chai này ông ấy làm từ những cái nguyên liệu gì? Thế là nguyên liệu thì em cũng không rõ, nhưng mà chắc chắn Absin thì nó sẽ phải có wormwood này, bồi này, rồi là hạt thì là. Thì ngoài ra nó sẽ có những cái thứ khác nữa để cái nguồn cho nguồn nguyên liệu mà ông chọn thì cái này thì lại rất là hay nha, tại vì ông Kayama ông có gốc là nông dân, kiểu mẹ là nông dân, tức là có sẵn vườn, thì đến khi mà ông chuyển sang làm bartender thì ông kết hợp lại và ông mới có một cái xưởng nhỏ nhỏ xinh xinh chuyên làm những cái loại rượu của cá nhân mình. Ông cũng hết, thậm chí là bia củ, bia gừng ông cũng sẽ tự làm. Thì cái này là cái kiểu thú vui hưởng thụ ở trong nghề của em, kiểu hơi kiểu đam mê ấy. Không, nếu mà trong mảng nước hoa ấy thì người ta gọi là phân khúc này là phân khúc kiểu indie, hay là tự làm, tự chơi và kiểu bán ra cho vui indie. Thực ra ở trong phân khúc nước hoa nó sẽ có ba phân khúc mà người ta hay gặp, đó là designer, nghĩa là các thương hiệu thời trang người ta sản xuất thêm mảng nước hoa, kinh doanh thêm mảng đấy, và mảng đấy là một trong những cái doanh thu nhỏ trong cái mảng đấy, như kiểu Chanel, như kiểu Gucci chẳng hạn. Còn cao cấp hơn thì những nhà chuyên làm hương, nghĩa là tất cả những thứ liên quan đến mùi thì người ta sẽ làm nến, sữa tắm, dầu gội, body lotion, những các thứ nước hoa. Thế là ngày xưa em học dược thì cái bộ môn đấy gọi em sẽ gọi là dược điều chế. Đấy thì nó sẽ có những con rất quen thuộc của Lelabum. Lelabum. Em có nghe con đấy. Đấy, Lelabum này hay là Kilian này. Đấy, nó sẽ là những cái là designer mà indie là một cái phân khúc, là có nghĩa là người ta đúng như kiểu là thích, xong rồi người ta tự học, tự tìm, tự pha ra những cái mùi rồi người ta bán cho những người vui vui, không làm quá mạnh mẽ về marketing. Thì anh nghĩ là một cái phân khúc rượu như này là một cái thuộc, chắc là thuộc mảng indie nếu mà xếp thành một nước hoa. Em nghĩ là nó cũng sẽ giống như thế, thì một vài quán bar nó cũng sẽ tự làm rượu của họ. Đúng rồi. Theo cái khẩu vị và theo cái sở thích của họ, để họ kiểu chỉ bán cho khách quen và bán cho người thân bạn bè. Đấy, ví dụ như chai này, tôi được tặng chai này không? Chai này là chai chanh xím muội. Cái này cũng cơ duyên thôi. Tự làm đúng không? Tự làm. Nếu mà anh uống ngon này về làm nhiều xong rồi bán cho không? Hợp lý nhất. Thực ra em cũng bán được vài mẻ rồi. Bán được vài mẻ, thế là cũng kiếm tiền từ việc làm rượu rồi đấy. Cũng trộm vì ơi. Thế thì kênh của anh ấy thì các bạn rất thích xem, rất thích nghe cái câu chuyện về các thương hiệu hay là về một cái mùi hương nào đấy. Thì ở đây lúc anh nhìn ra thì bỏ ra hai chai nữa. Đây em sẽ giới thiệu với anh con Lusano này. Đây anh mà thích cả. Ui, con này ở ngoài nó còn bọc một cái lưới ấy, kiểu đây là cái đặc trưng của nhà Lusano, người ta rất hay bọc ở đấy. Một hãng Ý. Dài, chai này dài nào? To. Chai một lít. Chai một lít. Thì anh cũng có thể ngửi thì anh sẽ thấy cái này nó là cái sự khác nhau của hương tự nhiên và hương liệu này. Thì nó sẽ có được nhiều những cái mùi tự nhiên hơn, giống như kiểu là con này chua rõ nhỉ? Cận thêm chua, cận chua ấy. Ừ. Nhớ. À đúng rồi, nó thế đấy. Hơi kiểu thơm giống giống bông. Cái gì nhỉ? Cái maraschino này, cherry này, nó là cái cherry nhưng mà nó là kiểu dạng xanh chứ không phải cherry đỏ như mình hay gặp. Thế là nó sẽ chua hơn. Rồi ngoài ra anh ngửi kỹ thì anh sẽ thấy kiểu hơi cận. Hơi kiểu cận lá, cận cành. Thì nó sẽ hơi giống như cái hoa nhài. Trong nước hoa em có gặp một cái chai hoa nhài thì nó có cái lá cái cận. Đấy, thì con này nó sẽ hơi giống. Con này nếu mà vị của nó thì sẽ như nào? Thế là rượu mùi tất cả nó sẽ đều thiên về vị ngọt. Rượu mùi là sẽ ngọt, rượu mùi là đơn giản là rượu và thêm đường thì sẽ gọi là rượu mùi. Đấy là quy ước. Nhưng mà những con này nhìn công nhận là hay, nhưng mà ngửi thì kiểu rất đặc biệt luôn. Con này thì có cái gì về câu chuyện của nó hay ho không?
Câu chuyện con này cũng tương đối hay đấy. Như anh vừa nói là trong nước hoa sẽ có indie đúng không? Ừ. Thì con này gần như thế. Ban đầu cũng chỉ đơn giản là vợ của ông ấy làm ra để nhà sử dụng. Sau đấy thì bạn bè khách khứa đến thì mọi người khen ngon. Thế bắt đầu ông ấy điều chế, ông ấy tinh chỉnh đi sau nhiều lần. Thì ông ấy đưa ra một cái công thức cho con này. Và tất nhiên là chọn liệu nguyên liệu. Một cái hay ho là Maraschino Cherry ở cái vùng đảo. Em quên mất không nhớ cái tên đảo đấy là đảo gì. Nhưng mà toàn bộ cây ở trên cái đảo đấy là thuộc công ty Musado hết. Họ mang giống dày về và họ cho dân ở đấy họ trồng. Sau đấy là thu mua lại 100%. Mình gửi ở đây mình sẽ thấy lá với cậm nhiều hơn là tại vì họ ngâm cả lá cả cậm. Và trong cái thùng của Lusado, thùng gỗ ủ Lusado á, nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp bùn. Lớp bùn này được tích tụ qua nhiều mẻ. Và lá, cậm, quả, tất cả những cái nguyên liệu trong đấy nó được phân giải ra, lắng xuống. Thì đấy nó sẽ tạo ra cái hương đặc trưng của Lusado. Ồ, thế nó giống như kiểu, hơi kiểu giống kiểu ủ rượu vang ấy nhở? Bằng kiểu gỗ sồi ấy. Đúng. Nó có những cái thùng gỗ nó ủ rất là nhiều mẻ khác nhau. Đúng. Thậm chí là anh nhìn, anh còn nghe câu chuyện là có những cái thùng mà người ta sử dụng mà người ta đốt trước khi người ta ủ rượu thôi. Dạ. Tạo cái hương vị đúng không? Nó sẽ thêm được một cái hương hơi khói một tí, hơi cháy một tí và nó ra được nhiều caramel hơn. Cái màu nó sẽ sậm hơn. Đấy, nó đỏ hơn chút. Nên đa số mọi người sẽ hay gặp cái thùng đấy ở Bourbon Whiskey Mi. Là hầu như gỗ sồi trắng mọi người sẽ đều đốt hết. Khá là hay. Thế là lúc ấy nói câu chuyện là Lusado là một cái đảo riêng. Thực ra có một cái ở trong ngành hương ấy. Thực ra thì nếu mà ngành hương là không đúng, tại vì có những cái tập đoàn hương liệu. Firmenich, Givaudan có nghĩa là người ta thầu rất là nhiều mảng, thầu những cái mảnh đất nhé. Xong rồi người ta mua lại những cái đồn điền, mua lại những cái mảnh của nông dân ở đấy. Người ta trồng và người ta nghĩa là bầu thầu hết từ đầu ra đầu vào. Người ta cũng giáo dục, người ta cũng truyền tải cái cách thức để làm sao cho làm người chất lượng tốt. Thì những cái công ty hương liệu đấy thì người ta thầu về cả mảng là làm hương cho đến cả mảng rượu. Vì những cái hương liệu ví dụ như kiểu là dưa hấu các thứ để tạo ra cái vị đấy thì nó cũng đến từ nhân tạo khá là nhiều, vì chi phí nó rẻ hơn. Xong rồi người ta sử dụng vào phải trong đồ ăn rất là nhiều, ví dụ như những cái vùng đảo như kiểu Madagascar chẳng hạn, nó cũng mang tới cái nguồn vanilla cũng như là những cái gỗ đàn hương ở những cái vùng Mysore ấy, thì người ta thu hoạch hết, nghĩa là những cái công ty lớn nổi tiếng người ta thầu và người ta bán ra cho những cái công ty con nhỏ hơn để sản xuất cái ngành hương liệu. Thì đấy là một cái điểm chung mà nhiều người đã không biết. Rất là nhiều điểm chung với nhau đấy, nó cũng về hương là nhiều mà. Cốt thì cũng chỉ, nghĩa là những cái công ty hương liệu làm vậy, cốt là để đảm bảo được cái đầu vào. Đầu vào rất quan trọng với cả về ngành hương, ngành hương. Đúng rồi. Tại vì là có một vài cái đó là trong cái đầu vào, nhưng mà không đảm bảo đầu vào ấy, thì cái chất lượng nguyên liệu cho ra những cái thành phẩm nó không được tốt. Đúng. Và bây giờ cạnh tranh nó rất là nhiều, nên là làm sao mà tối ưu hóa được chi phí, nó là một cái khá là hay. Và ở đây anh nhìn thấy một con gin đúng không? Đúng rồi ạ. Gin kiểu chữ nhật. Con này là một trong những cái con mà tôi nhìn thấy rất nhiều trên những quán cocktail bar. Con này thì chắc là kiểu mọi người quá quen mặt với nó rồi. Gin. Này, em mời anh cầm. Này. Thì con gin này nó là gin của Nhật. Rô cự ở đây là 6. Thì ngoài một cái bay gin mà họ đã phải nghiên cứu để làm ra một cái bay gin London Dry cơ bản, old school, ngon rồi, thì bắt đầu là người ta mới, anh có thể nhìn thấy chưa, craft gin. Tại vì nó được custom hơn, nó được cho thêm những cái nguyên liệu của Nhật, những nguyên liệu đặc trưng của họ. Họ thu trong vòng một năm để thu thập đủ các nguyên liệu đấy. Cái gì nhỉ, em nhớ nhiều là lá và hoa của anh đào thì họ sẽ thu vào mùa xuân. Có hai loại trà, trà Sencha và trà Yoko. Yoko được thu vào mùa hè, tiếp đến là mùa thu thì sẽ thu tiêu Sencha, tiêu Shiso. Em không nhớ tên tiêu về lắm. Và được cuối cùng vào mùa đông thì sẽ quýt yuzu. Đấy rồi, sẽ thu vào mùa đông. Tức là mất một năm để mà thu hoạch được tất cả các nguyên liệu đấy. Xong rồi sẽ làm ra đúng cái chai rượu này. Đồng nghĩa việc là một năm thì họ chỉ sản xuất được một mẻ thôi. Con này lúc đầu tôi gửi, nó ra mùi
vỏ bưởi. Mình sẽ thế kiểu dư á. Nhiều dư sẽ có mà. Quả đấy là quả người ta gọi là ở Việt Nam gọi là quả thanh niên. Thanh niên. Ừ, kiểu kiểu đấy. Ta vàng vàng trong một sần sùi. Sần sùi. Đấy, du dự. Ở bên Nhật thì ta hay gọi như thế. Quả này thực ra thì anh cũng đã đừng ngửi một lần. Thế là cầm trực tiếp có nghĩa là quả này mùi nó rất mạnh, nếu mà để mà ăn trực tiếp mùi nó rất mạnh. Đúng vậy. Nhưng mà nếu mà để ở ngoài thôi thì nó rất là thơm. Nếu mà ở trong một cái phòng kín thôi chỉ để khoảng 2-3 quả thôi là thơm cả phòng luôn đấy. Thơm cả phòng luôn. Hương citrus của yuzu sư thì nó hẳn là nó ngọt hơn. Ừ. Quýt là đã một cái loại ngọt rồi nhé. Nhưng mà nó còn ngọt hơn quýt bình thường, nhưng mà nó vẫn đủ thanh. Đấy là cái đặc trưng của yuzu. Anh thấy là kiểu Nhật rất biết là khai thác những cái nguồn như ở yuzu này. Ở trong nước hoa có một cái thương hiệu là Ishimiyaki. Ông ấy có làm, nên là những bạn nào mà biết đến nước hoa thì ngày xưa ấy, cái chai citrus ngày xưa ấy, thì về cơ bản đều sử dụng yuzu hết. Nó làm nên cái mùi hương nó rất là mạnh, nhưng mà nó có một cái gì đấy nó rất là kiểu sảng khoái. Nó rất khác với cái cam chanh và bưởi biết thứ đấy, là một cái điều rất không? Là cuốn. Ở Việt Nam mình cũng không thua kém gì đâu. Việt Nam mình rất nhiều bài báo của nước ngoài đã nói Việt Nam có thể trở thành bếp của thế giới về nguồn nguyên liệu rất là phong phú đa dạng, từ trái cây nhiệt đới, trái cây sa chớt này, rồi là thảo mộc, thảo dược, nó siêu phong phú. Gia vị nữa thì nghĩa là những cái em có gặp một ông đầu bếp người Ý thì ông về Việt Nam, ông bảo tao khi về đây tao ra chợ tao thấy kiểu nó là một thiên đường với tao. Tao muốn bạt ngàn luôn, nó đầy đủ mọi thứ mà ông ấy muốn. Thế ông quyết định ông ở đây luôn mà giá lại còn rẻ, rất rẻ, giá thành rất rẻ nha. Ví dụ như kiểu ở trong, anh không biết ở trong rượu như thế nào, ở trong nước hoa nhá. Nếu mà để nói gần đây, một tác phẩm gần đây của Zoologist thì có một con mùi mít. Mít? Ừ. Okay. Nhưng mà bảo là nghe đến nước hoa mít mọi người kiểu nó là một quả gì ấy, hoặc là kiểu quả sầu riêng. Thì người nước ngoài ngửi nó rất là kinh khủng, hoặc thậm chí là người ta buồn nôn. Đấy. Thì ở trong mảng ấy là có những cái loại quả nó chỉ có ở Việt Nam thôi. Mà rất là nhiều người thì bị một cái là có lẽ là vì cái việc là làm marketing quá tốt. Như kiểu ở Pháp là cái nôi của nước hoa, nhưng mà ở châu Âu thì nước hoa ở đấy nó mới xịn. Nhưng mà thực ra riêng về nguồn nguyên liệu ấy, thì Đông Nam Á, châu Á và đặc biệt là Ấn Độ, nó là cái nôi của rất nhiều nguồn nguyên liệu, đặc biệt là gia vị để đến từ Ấn Độ cực kỳ nhiều. Đấy. Gia vị ở nôi Ấn Độ, nôi của gia vị siêu. Cái nôi của gia vị luôn mà. Đa phần người ta cũng đều, các nước châu Âu người ta cũng phải có những cái công ty lớn đặt những cái trụ sở bên này để người ta thu hoạch, mà chẳng qua là cái bài báo nó ít quá, nó không biết đến. Việt Nam mình có nhiều cái rất là tự hào. Em thì em nghĩ là nó là tại vì ở châu Âu họ phát triển đến những cái mảng đấy hơn không? Chứ còn nguyên liệu thì mỗi một vùng nó sẽ đều có cái đặc trưng của nó. Đúng rồi. Nhất là những cái vùng mà chưa phát triển mạnh về mảng nguyên liệu thì những cái nguyên liệu ở khu vực đấy nó càng mới lạ. Mắc kén đấy. Mắc khén hả? Ví dụ như là cái nước hoa hình như có một con có mùi mắc khén mà đúng không? Anh chưa thử, nhưng mà hình như cũng có nghe qua. Rồi, em có con, nghe đấy. Có một con ấy, là bây giờ cũng bắt đầu có những cái thương hiệu nước hoa Việt Nam ấy. Đó. Lấy những cái nguyên liệu của Việt Nam để đâu, tạo nên cái mùi đấy. Đà Nẵng, Tây Bắc gì ấy. Có nghe tên thôi chứ em chưa thử. Trong như trong cái triển lãm hương ở trong Sài Gòn được vừa rồi là có sử dụng cái nguyên liệu mắc khén ở trong nước hoa. Thế mình mới nói là nghĩa là mình vẫn còn đang rất nhiều thứ để mà có thể khai thác được. Thì đấy là cũng là một trong cái mà tại sao em tự nhiên em lân la sang mảng làm rượu. Đơn giản là tại vì sau một lần em được thử cái con món gọi là chanh giấy của Đà Nẵng, của miền Trung. Em quá ngạc nhiên với cả cái hương của chanh giấy luôn. Thế là em làm luôn để ngon. Thì cũng bạn bè uống thấy ngon, xong mới giới thiệu. Thì ngay cái chai siêu bồ đầu tiên em nhận đơn luôn. Thế là cứ làm thôi. Hay đấy. Thì đây là một cái mà có lẽ là người ta cũng đã truyền tải cả văn hóa vào. Rượu hay là kể cả mùi hương nó cũng truyền tải được văn hóa vào rất là nhiều. Ví dụ nhắc tới yuzu ấy thì người ta nhắc tới ngay Nhật Bản. Đúng. Đấy thì không hiểu là sau này Việt Nam người ta có cái gì không? Rượu như có sông Cái đúng không? Có sông Cái. Sông Cái là làm về mắc khén ở Tây Bắc này, là xin rừng này. Đấy thì những cái đấy nó cũng là đặc trưng của Việt Nam mình. Bây giờ quay trở lại một cái góc nhỏ hơn, quán bar này. Thì cái quầy bar này của em bình thường thì em có hay gặp các bạn kiểu đi lên sử dụng đồ uống, thì các bạn có hay sử dụng mùi hương nước hoa?
Thực ra là có, thực nghĩa em có những cái nhóm khách gọi là bán nước hoa, người chơi nước hoa và cũng hay mang đến đây kiểu mời anh em thẩm xong anh em lại buôn với nhau. Thế là cái mùi này nhà bên kia thì cũng hay. Thực ra thì tôi xem kênh của Trung, tại vì kênh của Trung có một cái màu rất là hay, đó là kể những câu chuyện đằng sau những chai rượu, hoặc là như Trung nói là em bốc phét. Em bốc phét, nhưng bằng một cái cách thần kỳ nào đấy thì tôi ngồi tôi xem hết video. Và tôi nghĩ rằng có những cái video tôi bốc phét mà cũng có rất nhiều người ngồi xem. Thì cái câu chuyện là ở trong cái, ví dụ như ở trên góc độ của em nhé, là một người làm pha chế và em tiếp xúc với khá nhiều khách, có thể là nữ đi một mình, nam đi một mình hoặc là những cặp đôi, thì thường em sẽ hay gặp những cái mùi hương nó có vai mùi như thế nào khi mà những vị khách đến những cái nơi như này? Thực ra đa số khách đến đây đều là khách kiểu họ cũng chơi nhiều. Nó không còn là mức độ kiểu người ta dùng thường xuyên, dùng đại trà, dùng theo thị trường hay là dùng theo trend. Mà là chỉ hôm đấy họ thích cái gì thì họ dùng. Thế là mỗi hôm sẽ gặp một kiểu. Có những bạn, em có một bạn khách nam, bạn đấy thì cứ mỗi lần đến là sẽ là một cái hương kiểu khác nhau. Hôm thì là gỗ, hôm thì ông ấy xịt xì gà, hôm thì ông ấy xịt khói. Nói chung em tùy. Khá là thú vị. Tại vì hôm tôi đến đây với nóc nhà tôi thì tập trung chung bảo, ui, hai anh chị thơm quá. Hôm đấy vừa bước lên cầu thang phát em thấy thơm phức luôn. Tại vì thứ hai là không phải mùi của anh mà là mùi của chị kiểu chơi toàn mùi ngọt. Thế là có một cái là mùi ngọt nó rất dễ tiếp cận với các bạn trẻ. Anh không biết ở trong đồ uống nó có như thế không? Tại vì những cái mùi ngọt ấy, nó mang tới một cái dopamine hạnh phúc. Cảm giác nó kiểu rất là hưng phấn, rất là sảng khoái. Thế là về ngọt thì ở trong rượu của em thì là nó có cả hương và vị. Thế là nó lại chia ra hai cái là hương và vị. Thì hương ngọt thì mình có thể liên tưởng đến vani hay là một vài loại hoa. Còn vị ngọt thì thực ra là người Việt mình sẽ thích vị ngọt một chút. Thế là mình có thể thấy thị trường đa số bên ngoài là các quán bar sẽ làm đồ uống hơi ngọt một chút. Thế là đa số mình uống vào mình sẽ thấy cái vị ngọt ngay. Thì nó là khẩu vị thôi. Kiểu người Việt mình cũng thích ngọt mà. Châu Âu thực ra nó cũng thích ngọt, nhưng mà vì nó quen với cái việc đơn vị. Thế nên mà cái độ ngọt của châu Âu nó sẽ chắc. Ở trong nước hoa của anh thì đúng thật là kiểu thường những bạn nào bắt đầu vào nhá mà đưa cho mấy chai ngọt là rất là thích. Rất thích. Đúng. Nhưng mà có một cái đó là ngọt thì nó lại bị nhanh chán. Nó ngậy. Có nghĩa là kiểu để mà mặc hàng ngày ấy, mặc đi chơi những cái buổi như kiểu lên quán bar như này, ok. Dễ nhận được thiện cảm từ những người đối diện. Nhưng mà để mà mặc đi làm hàng ngày đôi khi một cái mùi ngọt nó làm người ta hơi ngột ngạt. Nên là các bạn hãy chuyển sang những cái mùi những cái mùi mây, mùi vỗ nó chiều sâu hơn, thành hoa hơn, nó nhiều lớp lang hơn. Thế là trong rượu của em thì cũng thế thôi. Thì đa số mọi người mới đi uống thì mọi người sẽ hay uống đồ nhẹ này, hoặc là đồ ngọt một chút này, trái cây, berry. Thì những cái hương đấy nó rất là hấp dẫn. Thế tuy nhiên là thường sẽ chỉ uống giỏi lắm mà được 2 ly giống nhau như thế thôi. Đến ly thứ 3 là mới bứ lắm rồi. Bứ ngấy. Thế thì dần thì khi mọi người quen thì bắt đầu lại thích những cái kiểu gin. Tại vì nó fresh, nó tươi, nó relax, nó tạo cho mình cảm giác kiểu chill. Hay là có những người thích whisky tại vì nó đầm, nó dày, nó tạo cảm giác deep hơn. Để thì nó kiểu như em thì em hay bảo là cái khẩu vị của mình, cái gu mình nó sẽ được hình thành bởi cái tính cách của mỗi người. Đấy thì tùy vào xem là bạn ấy sẽ tùy thuộc vào cái tip người nào mà dần họ sẽ tìm ra được cái loại. Thế bây giờ thử recommend hai cái món đồ uống kiểu classic mà quán cốc thêm nào cũng có, nhưng mà mọi người bắt đầu đi uống rượu, bắt đầu đi uống hai món cho nam, hai món cho nữ. Nói cho nữ trước đi. Thì thực ra là nam nữ thì bây giờ kiểu hơi ngược rồi nhé. Em như em làm bây giờ là đa số là em sẽ gặp khách nam uống nhẹ và khách nữ uống nặng. Bây giờ đa số em sẽ gặp như thế, tức bản thân em thì em toàn uống long drink thôi. Em không ít khi uống cocktail kiểu nặng lắm. Thì chỉ mình cứ chia nữ là nhẹ nhé. Thì ví dụ như là mình có thể thử Grasshopper. Cái này ở đâu cũng có. Nó sẽ là chocomin. Creamy, rất dễ uống, rất ngọt và nói chung là nó rất là quen ấy, đắt là chocomin mà, rất là cuốn.
Thứ hai là nếu mà bạn uống một cái ly nó mạnh hơn một chút và nó sẽ thiên hướng kiểu bánh cuốn hơn, hoa cỏ một chút thì có thể thử Aviation. Nó sẽ có gin này, đây, Lusado, Maraschino Cherry, ít Violet, chua ngọt. Đấy, cái ly đấy thì rất là cuốn và sexy, em phải nói là sexy luôn này. Tại vì anh sẽ bị cái hương nó cuốn, anh cứ uống rồi nó rất là hấp dẫn ý. Tại vì kiểu mình vào một quán mình bảo có cái ly nào hợp với các bạn nam không? Ừ, chứ mình lại chưa bao giờ nghĩ rằng là các chị em sẽ uống kiểu nặng đô ngược lại như thế. Ôi, bây giờ các chị em mà uống rất nặng đô luôn. Thì đấy, lại quay lại câu hỏi là về cocktail cho nam thì nó nặng đúng không? Thực ra là nói rất cho nam, nhưng mà cái ly này thì đa số em sẽ làm cho khách nữ nhiều hơn. Đấy là old fashion. Chắc chắn là mọi người nên thử old fashion nếu mà mới uống. Tại vì nó là một cái kiểu basic whisky, đường và một chút bitter thảo mộc cam. Nó rất là basic. Cái tên này thì quá quen à? Đúng. Thế từ bỏ qua nhé, em sẽ giới thiệu một cái khác, ví dụ như Nessie, xem ạ. Mình có một cái bay whisky đấy là King's Valley. Cái này thì hơi sẽ hơi lạ mọi người. Con này, con King's Valley này sẽ là sweet and sour, chua ngọt. Nhưng mà nó sẽ thiên về nốt cam một chút, thanh thanh, không quá nồng. Thứ hai nữa là Manhattan, nên thử. Manhattan cũng là một cái ly rất là basic nhưng mà nên thử. Tại vì nó sẽ là cái vị đậm của whisky kết hợp với cả cái vừa mau hơi vang, hơi ngọt, hơi thảo mộc. Manhattan nó làm, anh nhớ thấy một chai nước hoa mà anh cũng làm, Rosa Manhattan. Làm cái chai nước hoa đấy làm ra để gọi là đánh dấu một cái cột mốc rất là chói lọi của thời kỳ Mỹ. Trong cái thời kỳ đấy, trong cái đất nước của có những cái giai đoạn đấy là cái thời điểm đấy mà chai nước hoa Manhattan ra ấy, thì nó nói về cái thời kỳ đấy những quán bar nó ở Mỹ nó chưa được gọi là quá phát triển, mà người ta phải đi vào những cái con ngõ nhỏ. Đấy. Trong rượu của em gọi thời kỳ đấy là thời kỳ cấm rượu của Mỹ, gọi là thời kỳ đen tối đấy. Thì nó có một cái giai đoạn là như phải bắt buộc phải cấm rượu, tại vì là đàn ông uống quá nhiều mà phụ nữ biểu tình, thế nên là họ bắt buộc phải cấm rượu vì sợ ảnh hưởng. Thì trong cái thời gian đấy nó mới sinh ra nhiều thứ, rất nhiều thứ, ví dụ như là Hidden Bar. Đúng rồi. Đấy là khởi nguồn của Hidden Bar. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là gin nó được vào thị trường Mỹ nhiều hơn, nó cũng trong cái thời gian đấy vì nó clear. Hay là absinthe nó cũng sẽ phải làm cho thành clear để nó có thể đi vào những cái thị trường như thế. Thì thực ra cái thời kỳ đen tối nó chỉ diễn ra đâu khoảng mười mấy năm thôi, nhưng mà nó diễn ra rất nhiều thứ thay đổi thị trường. Cột mốc. Và cột mốc quan trọng. Ok, thế là chúng ta là có hai món đồ uống cho nam, hai món đồ uống cho nữ. Thế thì ví dụ nhá, em đã bao giờ gặp những bài toán khó mà do khách đưa ra, bây giờ sau một cái thời gian mà khách phiêu lưu đủ hết menu rồi, thử một vài hai câu chuyện đi. Nhiều hai trường hợp đi. Em sẽ nó trong quái oăm, nó khủng khoằm luôn. Trong ngành của em này nó sẽ có một bạn khách tương đối nổi tiếng trong ngành, có thể là một người sẽ không biết tên, nhưng mà ai làm đủ lâu thì sẽ nghe thấy cái đề bài đấy rất là quen. Đấy là đất sau mưa. Thì nói chung là kiểu mọi người tưởng tượng đất sau mưa thì nó sẽ như thế nào, nó kiểu ẩm rêu, cành cây, lá khô này, đất này. Nó rất là khó mường tượng ra được, nhưng mà cái hương đấy khi mình nhắc đến là mình sẽ có một cái liên tưởng trong đầu, đúng không? Và để hình thành lên được nó, để tạo ra được nó thì em chưa nghe thấy thông tin nào là tôi làm được cái này, chưa nghe thấy. Đấy là một câu hỏi trong nước hoa, ai có mùi nào giống mùi đất sau mưa không? Thế à? Nhưng mà có một vài chai nước hoa này, là người ta đặt tên như thế luôn. When the rain stops của Replica, nhưng mà gửi toàn hoa. Đấy. Nó như kiểu một cái vườn hoa vừa mới tưới nước xong. Thì người ta bảo là ok. Đấy thì tại vì tiếp của người nó thế. Tại vì tôi đang ngồi ở vườn hoa thì tự nhiên nó mưa một cái thì nó mùi sau mưa như thế. Vậy đúng không? Nghe giải thích nó cũng hợp lý đúng không? Thì có phải mưa ở đâu giống nhau đâu. Mưa ở sa mạc nó khác, mưa ở trong những cái vùng mà suốt ngày mưa rừng rộng đúng không? Giống nó khác. Việt Nam mình ẩm nhiều thì nó sẽ có rêu. Thế thì bài toán thứ hai là gì? Bài toán thứ hai thì nghe nó có vẻ hơi ghê, nhưng mà nó là mùi máu.
Thế là như mọi người đã biết thì rượu nó sẽ không được làm từ động vật. Và máu thì nó sẽ có mùi tanh. Và mùi sắt. Sắt sẽ không làm rượu được. Thì đây cũng là một cái bài toán phức tạp. Em nghĩ là sẽ có người giải được thôi. Nhưng mà chưa đến bây giờ thì em chưa nghe thông tin. Ừ, nhưng mà kiểu anh cũng không hiểu tại sao người ta lại có những cái kiểu nhu cầu thử những cái vị như thế. Em nghĩ là nó cũng giống như là một cách phiêu lưu ấy. Nó như là kiểu họ uống nhiều ly do bartender nghĩ ra rồi. Thì đến lúc mà tự nhiên họ muốn một cái ly mà họ nghĩ ra. Thì nói là không phải ly nào mà bartender cũng có thể làm ngay. Nhiều khi nó sẽ phải đi rất là lâu. Ví dụ như là em cũng bạn ấy đòi hỏi một cái ly là đầy đủ các vị, ấn chua cay mặn ngọt chát như hoàng nghỉ. Thì tức là mình phải làm nào để mà có thể kiếm được những cái vị đấy để cho vào một ly. Và cái hương của nó phải phù hợp với nhau. Và nó phải cân bằng với nhau. Nó lại phải cân bằng được. Thì tức là có sẽ có những cái bài toán còn được bỏ ngỏ ở đấy và đợi cho ai có thể giải quyết được. Như ở trong nước hoa có mùi máu. Thứ hai là người ta chỉ tạo ra cái nét tanh. Đấy. Thì cũng có nhà làm, một nhà Eldo làm mùi máu. Nó có ra được cái mùi kiểu sắc. Nó có ra được cái vai sắc. Cái vai hơi kiểu kim loại, lạnh lạnh. Xong rồi hơi kiểu đanh đanh. Tanh tanh. Đấy. Xong rồi người ta còn làm là mùi trung tình. Đặt ngược lại. Ok. Ừ đấy. Thì có một cái là mọi người rất tò mò và mọi người mua về sau là mọi người toàn bán. Tại vì là nó không biết mặc vào dịp như thế nào, nghĩa là chỉ hỏa cái trí tò mò. Đúng. Thế em cũng đang hơi tưởng tượng một tí. Khó nhỉ? Thế là ngoài cái vấn đề là đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản ra thì cũng đáp ứng những cái nhu cầu nó hơi dị biệt một tí. Thì nó sẽ là gọi là nó thế nó mới vui. Nó mới gọi là thú vị. Nó mới có câu chuyện để ngồi đây để kể ấy. Đúng rồi. Chứ mùi máu nó thật ở trong vị thì có lẽ là cái mùi mà anh hay biết nhất đó là mùi chảy máu lợi. Cái vị cái chảy máu lợi em cân răng chẳng hạn. Đấy. Mùi thì ngoài cái việc là cảm thấy tanh tanh ra thì chắc là nó ngọt. Cũng có ngọt nhé. Có ngọt. Đúng. Tanh, trong máu nó cũng có những chất hơi mặn. Đấy thì thử hay là mình thử lấy tí máu của mình pha, không bảo bạn ra ăn tiết canh. Đấy, em cũng định thử một lần pha với tiết canh đấy, nhưng mà em thấy nó có vẻ hơi ghê. Anh cũng đi uống thỉnh thoảng vài quán, nó có món được tàu phớ. Tàu phớ. Xong rồi kiểu cốm thủ các thứ thì cũng ở nó cũng lạ đấy, nó cũng thú vị đấy. Nhưng mà bảo là anh uống cái món tiết canh thì anh cũng chưa. Em cũng hơi ghê đấy, tại vì đi ra ngoài bây giờ em cũng không dám ăn tiết canh đâu. Nam mà nếu mà cái đấy chắc là sẽ để nghịch thôi, hoặc là để kiểu một vài lần gọi là đặc thù, đặc trưng cho gì đấy thôi, chứ còn không làm lại trả được. Nói chứ tiết canh nó cũng hơi ghê. Thôi được rồi, hôm nay thì chia sẻ đến đây rồi, thì máy tôi nóng lắm rồi, từ nãy giờ thay pin 2 lần rồi. Thì rất là cảm ơn Trung đã ngồi đây hôm nay để có thể chia sẻ, để chúng ta tìm ra một cái mà cứ nghĩ rằng là nó không liên quan, nhưng mà cũng rất là liên quan. Đấy. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy rằng muốn tìm hiểu sâu hơn về Trung hay là những cái nội dung mà Trung truyền tải thì các bạn cũng có thể follow ở kênh TikTok ở phía dưới cái phần mô tả của cái video này, hoặc là theo dõi Facebook để xem là những đâu Trung mở quán ở đâu anh em đến ủng hộ. Em hy vọng em sẽ mở được. Hoặc là ra những cái đề bài nó quái oăm hơn. Đấy, để xem là Trung có giải được hay không. Thi thoảng em cũng gặp nhiều lắm rồi. Đấy. Thì nếu như các bạn thấy cái video này nó hay ho và cái nội dung này nó ok thì các bạn có thể bình luận cảm nhận ở bên dưới. Và đừng quên được like, share, ấn nút chuông theo dõi để ủng hộ hai anh em tôi. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.